Vào hồi tháng 4 năm 2023, thương hiệu Skoda đã hé lộ kế hoạch ra mắt một mẫu xe điện hoàn toàn, mới mang tên LZRQ nhằm thay thế đàn anh KaroQ. Sau hơn một năm, Skoda LZRQ mới chính thức trình làng ở thị trường châu Âu. Tương tự Skoda KaroQ đang bán ở Việt Nam, mẫu xe điện hoàn toàn mới này cũng thuộc phân khúc SUV cỡ C. Theo đó, xe có kích thước dài rộng cao lần lượt 4.488 mm 1884mm, 1625 mm và chiều dài cơ sở 2765 mm. So với đàn anh Karoq, Skoda Elroq dài hơn 98 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 127 mm. Skoda Elroq được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid với đầu xe tech deck Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín bằng ốp màu đen bóng để che kín cảm biến và camera trước. Nằm hai bên lưới tản nhiệt này là dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo dễ khá mỏng gợi liên tưởng đến Mitsubishi Spander. Trong khi đó, bên dưới là cụm đèn pha nằm ngang, nối liền với khe gió đặt dọc. Chưa hết, LZOQ còn được trang bị nắp capo dập gân, với tem chữ nổi Skoda thay cho logo của hãng. Cản trước đi kèm hốc gió, trung tâm cỡ lớn với tính năng đóng mở chủ động, để làm mát. Bên sườn xe sở hữu đường dập gân nổi bật, nối giữa hai chắn bùn trước sau, và các loại vành la răng với đường kính từ 19 đến 21 in tùy phiên bản. Trong khi đó, ở khu vực phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu sắc xảo và hai khe gió nằm dọc. Để tạo cảm giác khỏe khoắn, hãng Skoda đã trang bị những chi tiết màu đen như cản trước, cản sau, ốp hốc bánh và ốp sườn cho mẫu SUV điện này. Bên trong xe, Skoda lz được thiết kế theo phong cách tối giản. Trước mặt người lái là vô lăng vắt đáy thể thao với dòng chữ Skoda thay cho logo hãng. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 13 in đặt nổi trên mặt táp lô và màn hình hiển thị thông tin kính lái hát. Tiếp theo là tính năng điều khiển bằng giọng nói Laura tích hợp công nghệ chat GPT, cho phép người lái điều khiển hệ thống thông tin giải trí, hệ thống định vị và điều hòa. Ngoài ra, tính năng này còn có thể trả lời một số câu hỏi thông thường. Dù phần lớn các tính năng của xe đều có thể điều khiển qua màn hình cảm ứng trung tâm, nhưng hãng Skoda vẫn trang bị các nút bấm cơ học và cần số tối giản cho mẫu xe điện này. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm với thiết kế lơ lửng sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền trang trí nội thất và ghế bọc bằng những chất liệu bền vững như nỉ reki titan hoặc Technofill. Để đảm bảo sự thực dụng cho nội thất, hãng Skoda đã bố trí hộp đựng ô trong cửa, ngăn đựng đồ dành cho hành khách phía sau và khoang hành lý với thể tích lớn nhất phân khúc. Khoang hành lý này có thể tích tiêu chuẩn 470 lít, có thể tăng lên 1580 lít nếu gặp hàng ghế sau. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BMEB, Skoda lz -Q có nhiều tùy chọn động cơ khác nhau. Bản tiêu chuẩn lzoq 50 dùng mô tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 Nm với cụm pin 55 kW có thể chạy 375 km sau một lần sạc đầy pin. Với phiên bản lzoq 60 xe được trang bị mô tơ điện mạnh hơn với công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 Nm trong khi đó, pin 63 kW mang đến phạm vi di chuyển 400 km. Cao cấp nhất là LZOQ85 với mô tơ điện mạnh 282 mã lực và 545 Nm bản này, dùng pin 82 kW nên có thể chạy 581 km sau một lần sạc đầy pin. Ngoài ra, hãng Skoda còn xác nhận sẽ tung ra phiên bản LZOQ85 với hai mô tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD trong tương lai. Skoda LZOQ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC với công suất sạc 145 kW. 165 kW và 175 kW, tùy phiên bản. Trong đó, pin 82 kW có thể sạc từ 10 lên 80% trong thời gian 28 phút bằng bộ sạc nhanh. Tại thị trường Anh, Skoda LZ-OQ có giá khởi điểm từ 1 tỷ lẻ 29 triệu. Theo hãng Skoda, đây là mẫu ô tô điện rẻ nhất trong phân khúc nếu tính về mặt kích cỡ pin và trang bị tiêu chuẩn.